Cái công việc hàng ngày là ông làm cái gì để ông sinh sống? Thì đi vớt về chai với là các rau muống quán nè, rau muống rau muống mương ở dưới này hả? À. À, mỗi một ký rau muống là ông bán được bao nhiêu tiền? Ông bán ngày được có 50.000 à. Dạ, vớt vớt về chai nữa bao nhiêu tiền? Rồi về chai thì không có bao nhiêu. Đó, cái đám rau muống này là ông hái nữa hả? Đúng rồi. Ông sinh sống mà nhờ đám rau muống này, với cái đám này, hai cái đám này không may mà nó trôi đi một cái ha, thì mất cái nguồn thu nhập của ông luôn á. Cái này nước này là ở đâu, có mưa xuống hay là ở ngoài nó vô? Ngoài vô. Ở ngoài vô, vậy là nó gỉnh nước. Ừ. Ông phải tát ra. Đúng rồi. Bao lâu thì ông tát ra một lần? Một ngày tát hai lần. Này Nhân ơi, em có để ý không? Dưới này nè, nó nước nó gỉ vô đó. Bột ngọt với này là thịt gà, đầu gà, thịt vịt. Của cái này ông lụm á hả? À. Này đầu gà. Còn cơm ông đâu? Cơm ông để lên. Trời ơi trời trời, ông sống như thời tiền sử á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt ở quận Gò Vấp của thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Bùi Hồ được em Nhân Chứng Channel có hướng dẫn Bùi Hồ đi gặp một ông cụ sống rất là lâu năm trên một cái chiếc ghe mục nát. Và đây dòng sông, cô bác quý anh chị thấy đây là một cái dòng sông nó đen ồm như thế này nè. Ở đây thì chúng ta có thể cảm nhận được cái độ hôi của dòng sông, độ ô nhiễm của dòng sông của cô bác quý anh chị. Nhưng mà không hiểu bằng cách nào thì ông cụ có thể hàng ngày sinh hoạt ở trên cái dòng sông như thế này. Thì để thực hư như thế nào chắc Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ cũng như là em Nhân Chứng. Hôm nay thì em Nhân có đem mua cho ông cụ một cái nệm để cho ông. Nãy ghé tiệm mua thì Nhân băng lại nè. Mà tới đây thì nghe chú nói là có cái cô dễ trai nào á mới mua cho chú, phải mua mà là tặng cho chú là một cái niệm cũ đang có dưới ghe đó. Cho nên giờ cái này mình tạm mình để đây, chú tự chú sắp xếp coi sao. Rồi, mấy này mình đi xuống dưới hai Nhân ha. Anh Nhân cứ bước xuống đi. Rồi. Rồi, ông năm nay nhiêu tuổi rồi Nhân? Hôm nay bay trên trời luôn kìa. Ở đây máy bay gần kia á. Dạ ông ơi, bỏ dép đi. Ông ơi. Dạ con là bạn của Nhân nè. Ôi cái cầu này ghê quá không? Dạ có khi nào nó gãy không? Trời 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 trời, nó lúng đi tới đâu, nước nó lúng tới đó. Tưởng thầy Phương đi về mà còn không đã được con. Ờ. Ông trồng cây luôn hả? Vui vậy, dạ. Ở đây có đèn mặt trời nè. Ôi chiếc ghe của ông á hả? Ôi, được chiếc ghe của ông thì được chấp vá bởi những cái miếng tôn mà cũ á cô bác quý anh chị. Đó, nhìn mà lại thấp nữa, nhìn có vẻ là rất là nóng luôn. Ở ngoài trước cái phần ván này nè là chắc tất cả đều được chấp vá với nhau. Ở đây thì có cái miếng pin năng lượng mặt trời nè. Ôi đình. Dạ con chào ông. Dạ. Ông năm nay là bao nhiêu rồi ông? Ông năm nay coi như chuẩn bị bước qua 68. Ông chuẩn bị bước qua 68 tuổi ha. Ừ. Ừ. Ông sống với ai ở dưới này? Ông sống có mình đâu à? Dạ. Là ông sống ở đây được bao nhiêu năm rồi? Ông sống cũng nhiều năm rồi, cũng mấy chục năm rồi. Sống ở dưới chiếc ghe này luôn á hả? Không, cái ghe này là cũng cũng nhờ thầy Phương á, biết thầy Phương không? Thầy Trúc Phương. À, dạ. Thầy hay đi cúng với em á. À, thì cũng nhờ những người khá giả đó, người ta bỏ tiền ra người ta mua giúp chú. Ông đã sống trên cái chiếc ghe này là bao nhiêu năm? Mới có khoảng 5 năm đổ lại. À, mua ghe này là mua ghe cũ của người ta. Đúng rồi. Là ông trước khi mà ông sống ghe thì ông sống ở đâu? Có xe, có xuồng nhỏ mà hư đó rồi. À, chiếc xuồng đó ông để ông ngủ luôn hả? À đúng rồi. Cái xuồng nó nằm trên bờ, cái nãy có nghe thấy úp trên bờ. Nó hư rồi, chưa sửa được. Ông là 73? Gần 70 à. Được 70. Rồi vợ con của ông đâu?
Tôi vợ con thì ngày xưa có, nhưng mà sau này người ta có tiền có của là bỏ chú rồi thôi. Bỏ ông với vợ mình đã chia tay được bao lâu rồi? Mấy chục năm ạ, hai mấy năm. Dạ. Ông với lại bà thì có con chung không? Có chứ. Mà mấy đứa đi theo mẹ đó là... Có được mấy người con hay ông ha? Năm đứa rồi. Năm đứa con. Con lớn nhất của ông là năm nay là bao nhiêu tuổi? Bốn mấy tuổi rồi. Bốn mấy tuổi, dạ. Có gần sống ở gần Sài Gòn này luôn không hay sao không? Không, à quê. Trước đây thì quê của ông ở đâu? Trước đây thì ông ở đây không à. Ông ở đây không à. Rồi giải phóng rồi ông mới về quê. Rồi mới có vợ đến. Dạ. Rồi giờ về quê có gia đình rồi. Sống nó ngay mà cũng khỏi sỏi rồi thôi xuống như lại. Quê vợ của ông là ở đâu? Ở Đức Hòa Long An á. Dạ. Vậy từ ngày chia tay thì ông với vợ của ông ở đây, còn vợ của ông thì ở Long An luôn. Không biết họ ra sao, ông chồng biết. Không liên hệ, không liên lạc với nhau luôn không? Tại người ta muốn vậy, sao biết nói sao vậy. Ông với lại bà thì năm nay chia tay được bao lâu, bao nhiêu năm rồi? Cũng hai mấy năm rồi. Hai mấy năm. Cái người con mà nhỏ tuổi nhất là của ông là khoảng bao nhiêu tuổi? Nó là 20 tuổi. Hiện nay là 20 tuổi. Ông mấy trai mấy gái, 5 người con nhưng mà ông được mấy trai mấy 4 gái? 4 người trai, con đứa gái. Dạ. Gái thì có chồng rồi. Có người con nào mà còn đang sống ở Sài Gòn này không không? Có thằng trai lớn. Dạ. Coi như là nó có gia đình rồi. Dạ. Thì nó cũng lo làm ăn rồi, nó cũng khổ, khó khăn, trong cậy. Là người thứ hai luôn hả? Đúng rồi. Là cũng 40 mấy tuổi hả không? 40 mấy tuổi. Rồi có thường xuyên xuống thăm ông không? Ít lắm. Rồi sao, tại sao vậy, là ông với lại cái người thứ hai có liên lạc với nhau? Cũng có, ví dụ như là ông có cần cái gì thì tới thì con nó giúp, còn không thì đâu. Dạ. Chứ thằng con nó cũng không qua tới đây. Vậy sao ông không ở với người con thứ hai của mình? Phiền phức lắm. Ở chung nhà nó đúng là vì nhà con nó có gia đình. Rồi mình không lẽ đi ra đi vô riết chịu không nổi. Dạ. Thôi thì xuống ghe rồi bơi tới bơi lui, giờ mà nó khỏe. Ừ. Coi như nó thoáng mát, dễ chịu. À, bây giờ ông còn bơi không? Có chứ. Vẫn còn. Vẫn còn. Cái công việc hàng ngày là ông làm cái gì để ông sinh sống? Thì đi vớt ve chai với các rau muống bán nè, rau muống bán này. Rau muống mương ở dưới này hả? Mỗi một ký rau muống là ông bán được bao nhiêu tiền? Ông bán ngày được có 50 ngàn à. Dạ, vớt ve chai nữa bao nhiêu tiền? Rồi ve chai thì không có bao nhiêu. Dạ. Ve chai vớt nếu mà trường hợp nói một tuần lấy bán chắc được khoảng hơn 100 ngàn. Chứ không có nhiều. Thì ve chai nó rẻ lắm. Người con, dạ, người con không hiểu là ở dưới này thì cách sinh hoạt rồi nước sinh hoạt của ông sao? Thì ông cũng xin nhà chủ nhà thế này. Người ông nấu ăn nấu uống rồi sao? Nấu ăn ở trên bờ đó. Có dạ. Nó thuận tiện nấu vậy đó. À, nước là mình xin nước cây của người ta. Đúng rồi. Con thấy ở đây nó bị hôi quá, nước nó bị ô nhiễm á. Ông ở ông thấy nó bị ấy không? Bị khó chịu không? Nước lớn thì không sao, chứ nước xuống á là mình biết là nó khó chịu. Nhưng mà nó cũng giống như kiểu mình sống quen nè. Sống quen rồi không quan trọng, chứ không quen nào ông được đâu. Ở không được. Trước giờ là chỉ có mình ông ở đây thôi, không có chiếc ghe nào ở đây hết. Không. Trời ơi, là ngày cứ vớt ve chai với hái rau muống gì là sống đó. Rồi mưa gió con thấy chiếc ghe của ông là nó được chắp vá tạm bợ với nhau bởi những cái tiếng miếng thiết cũ nè. Mưa nó có dột không ông? Có vậy. Nó ngay nó cũng mục rồi. Tại mấy đây cách đây chừng ít bữa không có lên, leo lên thấy mục bít. Còn mình thâu cậy từ tận tính. Nhờ là nhờ ba cái ba cái bạt đó lót bên trong đó. Dạ. Chứ còn không có được khô luôn. Hồi xưa chiếc ghe cũ của ông là bị hư hỏng đó mà, mấy chiếc ghe cũ luôn. Đúng rồi. Ông sống đỡ. Tới chiếc này là chiếc sau á. Ông, ông được qua sống qua được bao nhiêu chiếc ghe như thế này rồi? Không, ghe này là ghe lớn nhất. Còn mấy ghe nhỏ đó cũng như ghe nằm trên bờ, tụi con thấy không?
nằm ở trên bờ đó, ốc ở trên bờ chiếc đó. Xuồng nhưng mà chiếc ghe à? Thì con nhìn lên chiếc ghe nhỏ nhỏ vậy đó, mà, ở trước đó, đó. Dạ, con nghe giọng nói của ông cứng cứng, ông giống như người miền ngoài hả? Hay là ở đây luôn? Ở đây chứ, tại sống nó ngay nhỏ lớn sống ở trong xóm mới á, trước giờ phóng, sống ở trong đó, người Bắc không quen. Dạ, ở chiếc ghe có ông nhìn này nha. Trời ơi. Mà anh Bùi Hồ vô đây á là hôm nay là nước rất lớn á. Ừ. Hôm trước em vô đây là cái mùi hôi mà ngồi á là mình không có thở được luôn á. Choáng luôn á. Cái mùi hôi của cái kênh này nó ghê gớm quá. Ừ. Mà cái này nào? Cái này nước này là ở đâu có mưa xuống hay là ở ngoài nó vô? Ngoài vô. Ở ngoài vô, vậy là nó gịnh nước. Gịnh ông nước. Phải tát ra. Đúng rồi. Bao lâu thì ông tát ra một lần? Một ngày tát hai lần. Này Nhân ơi, em có để ý không? Dưới này nè. Nó nước nó gỉ vô đó. Đúng rồi. Ghê ha. Rồi ở trên nó thì nó bị dột nữa. Mấy cái be xuồng này nhìn thấy ghê quá như ta. Nếu như mà sóng đánh mạnh nó có độ chồng chền nhiều không anh ông? Không. Tại nhờ những cái phi này nè. Phi này là ai gàn vô cho ông đây? Phi tự ông gàn. Tự ông gàn luôn hả? Chứ có ai là. Vậy ông làm gì mà ông có tiền mua những cái phi đó? Phi này coi như là nhờ thầy Phương là coi như giúp đỡ đó, coi như thầy Phương không có nhưng mà nó coi như nhờ quả tánh đó. Mua mang tới. Ông được gàn được bao nhiêu cái phi vậy? Trong một cái ghe này 12 cái. 12 cái. Từ đây là sao? Nếu như mà không có phi này thì chiếc ghe này bảo đảm chìm. Chính xác. Dạ. Nó nát rồi. Rồi cái việc mà tắm rửa giặt vũ ông là ông xin nước người ta luôn hay là ông ở dưới có sử dụng nước dưới này không? Không, ở trên nó ngay đó những thông nước này là múc nước ở trên nhà người ta không. Dạ. Cái tay của ông nó bị gì vậy không? Chẳng là bị tao cơ đó mà. Còn nãy cái tay của ông nó ngổ à, nó giống như là nó vấu vô một cái vật gì nữa đây, nó bị hót quá Nhân nè. Nó ngay là mấy năm trước không có đi khám bác sĩ, bác sĩ nó bị lớn tuổi bị teo cơ. Teo cơ vậy là ông phải khó vận động rồi. Cách đây chưa lâu thì ông còn bị tai biến nữa đúng không? Có. Bây giờ ông đi lại rất là khó nha anh Bùi Hồ. Anh đi, nhưng ông mà... đi cái chân của ông khó lắm. Nhưng mà ông đi lại đi xuống chỗ này nó thấy nó ấy quá, nó ghê quá Nhân à. Ông phải khôn nữa nè. Nhưng mà ông nói là giờ ông vẫn bơi lặn được á nha. Được. Tại vì quen. Ngay từ nhỏ rồi là ông đã sống với nghề chài lưới với ba mẹ rồi, tức là siêu bắt cá đó. Đôi tay này là từng bắt cá tôm là ông bắt tôm ở dưới sông luôn hả? Ngày xưa nhưng bây giờ đâu có đâu. Ngày xưa trước giờ phóng á. Ông có thể ông đi ra ngoài sau được không? Hay là chỉ tới cái mùng này là hết rồi? Không có ra được rồi, tàn sau. Nó ra sau ba cái đồ dự trữ bảy cây gác dọc rồi chứa ghe này bỏ sau nó dọc không ra dọc được. Ủa sao ông không bỏ bớt đồ xuống mà ông lại chất nó nhiều ở trên này như vậy? Bây giờ bỏ đâu giờ, nếu mà bỏ bờ thì bị mọt rồi bị mưa nó hư cây. Như ông không có tiền mua làm sao hỏi được, thử là cái gì mà tận dụng được là bỏ đi sau. Vì có mình ông sống thì ông ở trước không à. Dạ. Giữa một cái Sài Gòn nó nhộn nhịp như thế này mà không ngờ có một ông lão sống ở một cái chiếc ghe mà cô đơn. Hơn mấy chục năm cô đơn ở đây mà không quen rồi, không biết đâu. Không quen. Mà trong khi lại là năm con á anh thấy. Năm người con. Người có một cái số phận như vậy á. Rất nhiều con nhưng mà không thể nuôi được một người ba con người mẹ của mình. Ông có buồn cho cái số phận của mình không? Có chứ. Nhưng biết ra sao đây. Dạ, mà ông có lại kể cho con nghe được. Buồn thì buồn thôi, chứ không có biết nó làm sao vậy. Dạ. Thì nói như cái hoàn cảnh của ông thì nó ngay là ngày xưa thì ông có vợ có con lớn. Rồi ở thì nó ngay như là cũng hai mươi mấy năm rồi là coi như là bên vợ của ông á trúng số đặc biệt năm tờ, ông cũng nghe vậy đó. Rồi bên họ nó là bà tính là họ bỏ cái mình đó. Thì tối ông cũng chẳng quan tâm ba chữ. Không phải là ông không lấy được vợ khác mà thấy chán buồn chán quá không. Ông quên đi. Có nghĩa là trúng bên vợ ông trúng số rồi không cho ông hay. Không. Rồi bỏ ông luôn. Đúng rồi. Bỏ đi là không lời từ tạ gì luôn không hả?
họ cũng có ở nhưng mà họ đối xử mình thấy khác liền. Dạ. Không có thân thiết tình nghĩa gì. Thành thử đó thôi. Là ông buồn, ông giận, ông liên hệ nữa, không liên hệ luôn. Giờ có liên hệ người ta cũng đâu nghe. Vì sao? Dạ, ông có hay tin là có chồng gì trước không? Không. Ông đâu có kịch hèm liên hệ mà đâu, đúng không? Không, chẳng có liên hệ. Không phải đó, với ông thì nói thật sự ra là ông nghĩ là con người sống phải có tình nghĩa. Đó, nói về cái gia đình phải biết vợ và chồng, đúng không? Chứ còn bây giờ nó cứ nói vợ làm theo ý vợ thì muốn làm sao nó làm, mình không biết, chồng cũng không biết gì thôi. Thôi. Con thấy là đôi mắt con bị yếu nhiều, một con mắt bên trái á, bên vợ bên phải á. Mây kéo. Vừa chân yếu nè, vừa mắt mờ nè. À, lại sống cô đơn một mình trên một cái chiếc ghe mục nát như thế này. Thì cái tuổi của ông là cái tuổi về già nữa. Nó gặp rất là nhiều cái vấn đề mà về sức khỏe của ông, cả luôn cả về cái tính mạng của ông vào những đêm trời mưa gió nữa. Nếu như mà có một ước mơ cho ông thì ông sẽ ước mơ với cái gì? Nói đúng là ước mơ thì ông chẳng dám ước mơ. Dạ. Là lý do sao? Ông nghĩ là trên đời này rất là nhiều người khổ chứ không phải mình đâu. Thực ra coi như là thí dụ ai thương ông thì coi như giúp đỡ ông được cái gì hay cái đấy thôi. Chứ ông chẳng có dám nói tới là ước mơ bất cứ cái gì mà trừ kêu là nhiều tiền. Không dám. Yeah. Vì nói đúng là coi như là tiền ba tánh giúp á, có giới hạn, mà không phải mình muốn đòi là được. Đó là ông nghĩ không ước mơ gì hết. Không có ước mơ. Ông có muốn lên nhà trọ ở gì không? Không. Phiền phức lắm. Ông thích ở dưới ghe như thế này hơn? Nó thảnh thơi, nó thoải mái, không va chạm. Hàng đêm thì nghe cái tiếng sóng vỗ vào mạn xuồng nè. Đúng rồi. Nghe những cái tiếng con này con kia kêu nè. Khi mà âm thanh vào bằng đêm, ông buồn dữ không ông? Không? Buồn chứ, nhưng mà thế rồi cũng quen. À, lúc đó ông sẽ làm gì? Chẳng nói gì hết, thì ngồi ra ông hút thuốc á. Lấy điếu thuốc hút rồi uống mấy nước rồi ngủ đấy. Ông có nhậu nhẹt gì không? Có chứ. Mà nhậu con ông nhậu nửa xỉ để tí lấy cái hơi rượu để mà ngủ. À, tìm đến men rượu để dễ ngủ thôi. Đúng rồi, chứ còn không có lâm ly cả la cà. Không có bạn bè luôn? Có chứ, bạn bè thì kiểu gì. Nhưng mà người ta có nhà, có cửa, có ruột thịt thì người ta uống nhiều được. Mình có mình đâu có uống nhiều được. Dạ. 40 mấy năm sống trên ghe à? Ông nghĩ là số phận mình vậy là thôi kệ, tới đâu tới. Mình ví dụ như là mình có xuôi tay là chết rồi thì thôi cũng là của thế gian tạo về cho thế gian thế thôi. Dạ. Yeah. Chứ có muốn được cái gì? Có trách thì cũng không được cái gì. Đúng rồi. Nói về cái chuyện mà coi như là nói dòng họ mà ruột thịt hay là coi như là đời có tổ cha ông mình để lại của cải, cái đó là cho là giành giật hơn thua. Tổng con này mình có cái gì đâu, thua cải phải đấu tới. Rồi sau này á, ông mà trong tuổi già, ông may không may á, ông mất đi thì lúc đó ông sẽ ông có dặn ai ông sẽ về đâu không? Bây giờ về gì ông chỉ nghĩ là thôi thì các bụi trở về các bụi. Ừ. Thì coi như là ba thánh giúp ông đưa vô lò thiêu rồi cho bụi thành cho bụi thế thôi. Chứ còn bây giờ là biết thôi sao vậy. Ừ. Không có tiền mua thuốc men luôn á. Nhà của ông không có gì quý giá hết trơn á. Ngoài những cái bộ đồ mà ông treo lủng lẳng ở ngoài sao, với lại một cái nơi mà vừa cái mùng, mà cái mùng này là một cái mùng nhỏ nữa, bề ngang cái mùng này chỉ 1.2m thôi. Một bên thì ông để ngủ, còn bên kia thì ông để làm gì đó. Hôm nay thì ông có một cái tấm niệm đó hả? Ừ. Tấm niệm nè. À, thì tấm niệm thì bà về trai, bà về xứ bà cho lại. Bà mới cho lại hôm nay thì cho. Nhân cho thì lát nữa nhân chứng
cho thì ông lấy cái tấm niệm đó ha. Rồi ông cảm ơn. Bà là người người Bắc, bà mướn nhà trọ đây nè. Bà thấy bà gia trai cho một cái tấm niệm ha. Nói chung gặp hoàn cảnh của ông này con cũng thấy xót xa cho một cái phận người ông ha. Cùng một gia đình rất là nhiều con mà không về già thì lại ông sống một mình lủi thủi như chiếc ghe như thế này. Mà đặc biệt là nó đâu phải là mát lành giống như chiếc ghe của người ta đâu, nó lại mục nát đó. Hôm nay thì con được em nhân chứng có hướng dẫn con đến đây để gặp ông. Thì con đến đây trước tiên là con hỏi thăm sức khỏe ông, hỏi thăm về cái nơi ông sinh sống. Thì con có đến đây con trao cho một số tiền, đó là từ Mạnh Thường Quân, là anh Thanh Việt Kiều Mỹ gửi cho con, là trao cho ông hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn đó. Hôm nay con thay mặt anh Thanh trao cho, là Việt Kiều Mỹ trao cho ông là 1 triệu đồng để ông có thể có tiền ông sinh sống trong thời gian sắp tới nè, rồi ông mua thuốc gì đó ông uống trị bệnh như đó hay ông ha. Rồi, rồi nói như con nói ông cũng cảm ơn. Mà nói đúng là coi như là thật sự đó, mà nói là ông cũng không biết nói sao thì cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân thì vậy thôi. Tức là còn bây giờ cái gì nó tới thì nó tới, chứ là ông không biết khí gì hết. Ông có thường ca rồi để cho nó yêu đời hơn không? Không. Không. Đây con gửi cho ông 1 triệu nè. Con thay mặt cho anh Thanh là Mạnh Thường Quân từ Việt Kiều Mỹ đó, gửi cho ông 1 triệu đồng. Ông cảm ơn cái gì? Dạ. Để không có tiền ông sinh hoạt. Cuộc đời là như vậy đó con ơi. Chán lắm, nếu mà càng nghĩ là càng buồn. Bởi vì tôi kệ, tôi đâu tới. Cứ buồn quá thì đem nhà bạn bè đó rồi uống chút định đụng rồi buồn ngủ về cũng sập. Vậy cho khỏe. Cho nó khỏi phiền phức. Nhưng mà bây giờ nói tiếng nói ở nhà trọ chứ ông thấy ở những người nhà trọ. Thôi nó rảnh tiền nhà rồi tiền nước rồi gây cái rồi hứng thú rồi này cái nó rắc rối quá thôi. Thôi con cũng không làm phiền ông. Mấy giờ thì ông mới đi hái rau muống? Cả nửa tháng nay ông đâu có hái. Lý do là ghe hư rồi nằm bờ. Rồi bây giờ ông sống nhờ tiền ai cho thì ông sống đỡ. Đây đây. Gạo rồi ông để đâu? Đây trong thùng này. Này gạo đó hả? Cái đó có con thùng không của mà. Ôi, rồi gạo đó tiêu rồi. Gạo hết rồi. Đó rồi. Thôi con cảm ơn ông nhiều nha, ông nghỉ ngơi đi nha. Rồi ông cũng cảm ơn con. Nước ông uống là ông để đâu? Nước đang chứa trong thùng đi. Ôi nước ông lắng lại đó hả? Rồi quá. Rồi thôi con chào ông nha. Dạ. Ông nơi sinh hoạt của ông thì khó khăn lắm mọi người. Hôm nay thì nước này là ông để làm gì không? Nước sinh ra để xuống giặt đồ không à? Nước này để giặt đồ. Đó, cái đám rau muống này là ông hái nữa hả? Đúng rồi. Đây đó nè. Ông sinh sống mà nhờ đám rau muống này với cái đám này. Hai cái đám này không may mà nó trôi đi một cái ha. Thì mất cái nguồn thu nhập của ông luôn á. Ôi con sông nè, đục ngầu luôn á. Rồi. Bước xuống nè. Cái ván này không may á, đi nặng nặng là nó gãy luôn á nha. Đó. Anh nói đi rồi có thiệt á. À trời. Gây chứ hả? Nước này đi về nhà không may là bị ghẻ chân luôn á. Xong rồi. Ăn lên đây. Rồi. Chụp con tấm hình nhận tấm niệm. Đây là cái bếp của ông đây hả nha? Dạ. Ông nấu ăn ở đây. Nè, cái người lùi nè. Gỗ thì ông nhặt nè.
Đó. Cái này là cái nơi nấu ăn của ông. Vậy cái lò đâu? Ồ, sáng nay ông ăn cơm dưới này đó hả? Thịt gà, đậu bắp. Nè, điểm mới nè, ông sắp xếp sao đó để mà mình đưa được cái đó xuống đó. Dạ. Nhân thì có đem tặng cho một cái tấm nệm nè. Nằm này cho nó êm. Nệm kia đó con thấy cũ rồi. Rồi ông nấu ăn sao đâu, ông nấu ăn ở đâu cái đó. Cái lò đó. Cái còn cái này. Hả? Cái này là không gian đó ông nêm nếm hả? Cái này là bột ngọt với này là thịt gà. Đầu gà. Thịt vịt. Cái này ông lụm á hả? Này đầu gà. Còn cơm ông đâu? Cơm ông để lên. Trời ơi trời trời. Ông sống như thời tiền sử vậy á. Sáng nay ông ăn rồi đó, không miếng đó hả? Chiều ông có nấu nữa không? Không. Rồi cái bếp này là cái bếp của ông đây. Đúng rồi. À quên đó, con gì thì nếu như mà mưa rồi sao ông nấu? Không sao đâu, đó củi ông đậy hết rồi, coi như là củi đó nó không có ướt. À mấy ngày bão á. À, nhưng mà củi đó có đậy rồi nó không ướt. À. Còn cái này là củi này là ông vớt ở dưới sông lên hả? Đúng rồi. Cái xuồng này là của ông đó hả ông? À đó đó. Nó bị hư nè, kéo lên bờ. Dạ. Này đắp bằng gì nhân? Rõ nữa nhưng mà ông cố sửa nhưng mà nó không được. Ông sửa đâu có được đâu cho nên ông bỏ đây luôn nha. Giờ ông đâu có xuồng đâu đi nhặt chi chai. Ông cái chiếc xuồng này là ông đắp bằng gì vậy? Mà nhăn á con. Cái gì là Ôi ơi. Không biết nói sao luôn á. Sao mà có câu hỏi là có nhiều người thì khổ lại quá khổ. Còn có nhiều người thì giàu không biết tiền để đâu cho hết. Đúng rồi. Thấy không ha? Ông cũng biết chứ, tại ngồi coi truyền hình nhà người ta đó. Thấy thì biết. Củi thì ông nhặt về ông nấu cơm. Ông nấu buổi sáng lại buổi chiều ông ăn luôn. Nước thì ông xin người ta. Tối ngủ anh nhìn chiếc ghe của ông, mà nhìn khổ ghê á. Chiếc xe ghe của ông nó sâu đến 2/3 màng xuồng luôn rồi đó. Phần số của mình vậy chịu thôi. Số của mình vậy chịu thôi. Cái khu của ông sống mà nếu như mà không có nhân dẫn vô, anh đâu có biết đường đâu mà vô. Ra ông một cái giữa cái thành phố Sài Gòn nó tấp nập như thế này mà ông lại sống như một thời kỳ tiền sử, khi mà những cái chiếc không có những cái chiếc bè như thế này ha, thì ông sẽ nửa đêm mà mưa gió thì ông sẽ xuống sông ngay lập tức. Hôm nay Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác của anh chị về hoàn cảnh của ông là ông thứ mấy không? Ông thứ năm. Ông năm. Về hoàn cảnh của ông năm sống hơn 40 năm sống trên một cái chiếc ghe một nát như thế này mà không có con nuôi nữa. Bệnh hoạn thì cứ mọi cái sinh hoạt đều tự lấy hết. Đều tự làm lấy hết. Không biết thì sau này đến 100 tuổi già thì sẽ đi về đâu nữa. Không ha. Thôi hôm nay thì con về, con quay để cho mọi người cô bác quý anh chị thấy có chia sẻ thì được chia sẻ. Ông có thể đọc cho con cái địa chỉ lại của nơi ông ở được không? Đây là sông Vàm Thực. Cầu này, cầu mới làm là cầu An Phú Lâm. Quận Gò Vấp. Phường 5. Phường 5 quận Gò Vấp. Chỉ có dẫn đi thôi, không ai biết đường đi đâu. Đúng rồi, vì sao hẻo lánh này. Ít ai biết. Rồi con chào ông nha.